Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá cá tra luôn ở mức cao trong vài tháng gần đây, nhưng người nuôi lại không thấy vui vì vụ này cá tra mất mùa. Do thời tiết lạnh kéo dài, các bệnh truyền nhiễm vẫn còn tồn đọng trong nguồn đất nước. Thêm vào đó là có hộ bắt cá giống tại trại không đảm bảo chất lượng nên đã ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá tra. Mặt khác, đa phần người nuôi đều chỉ dựa vào kinh nghiệm, chưa được tập huấn kỹ thuật nên quá trình thả nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, người dân phải giãn thời gian thả nuôi, vệ sinh ao đầm, nguồn nước và lựa chọn con giống chất lượng hơn.